Chào tất cả anh chị em nha. Hôm nay em quay ngắn thôi, tại điện thoại em còn 13 phút rồi. 13 ấy chứ không phải 13 phút. 13% á. Chứ em nói tùm lum luôn anh chị ơi. À cái này zin của nó luôn anh chị mà nó hư. Đó, cái bình xăng này là không phải hư đâu nha anh chị. Hình như là em nhớ không hư tại nó đen á. Rồi em thấy gì em mới cho theo cái bình này nè. Đó, thì nãy có một anh là hỏi mua em cây này rồi. Nhưng mà anh đó anh xui quá. Anh chưa cọc, anh nói để anh chị tiền đủ. Em biết sao, nhưng mà anh chị thấy cái áo zin nè. Nè, mà anh chị thấy cái máy nè. Có ai bán mà giống như em không? Đó, anh chị coi, đúng là bán tầm bậy tầm bạ chứ. Nè, anh chị coi nè, bán nè. Nói màu xăng nổ mà. Em cho nổ luôn nè, thấy không? Để em tắt nha, tắt cái đây nè. Cái máy đó em cũng cho nổ rồi luôn. Đó, thì cái con nè, em quay ngắn nha anh chị. Nè, cái chế dựng cái là nó xíu xẹo rồi, ghét à. Cái này cũ của người ta anh chị. Thì hồi nãy con anh kia anh kêu em là vệ sinh đi rồi anh lấy. Tại vì em không có thời gian anh chị biết rồi, em chỉ đắn gắn ống thôi mà nó chạy được thì chạy em được thôi, chứ giờ em không có thời gian vệ sinh đâu. Đó, nhưng mà anh chị thấy nấm bể nè, nấm bể em cho hai con nấm, một cái nấm hơi ngàm nó trước nha. Cái bình xăng cho heo nè, bình xăng này còn nguyên luôn nha anh chị. Đó, em chỉ cho heo nhiều đó thôi. Đó, thì anh chị thấy nè, cái con này em bán có 500.000 bạc à. Đó. Có 500.000 mà anh chị coi nè, đầu bò zin nha. Đò là zin luôn á. Đó. Rồi nè. Đó, em bán máy là em bao anh chị xài chứ không có bán tầm bậy bạ đâu anh chị ơi. Nè. Em biết bán kiểu này là bán mấy con máy cũ ấy không à, mà bán gì là anh chị nghĩ coi, về anh chị xài nữa, em bao anh chị xài 3 năm nữa. Mở vô cho anh chị xem cái nữa. Em bán là công bằng lắm anh chị. Em bán máy chết máy gì em cũng mở vô hết á. Mà em nghĩ cái bình xăng đó về anh chị dục con gác đi. Nhìn nó ghê quá. Nhìn nó đen hơn cái mặt cái em. Đó, em bán máy thì anh chị cứ yên tâm thiệt luôn á. Bởi em bán giờ em muốn phá sản nè anh chị thấy không? Nè anh chị nhìn lỗ bô nè. À, nhìn giúp em nha. Nè, văng ngang không thấy không? Đó, thấy không? Đó. Chỗ vàng vàng là còn qua ngang cái trắng là hết đó. Rồi, đó, anh chị nào mua về vệ sinh lại. Nè, khoan chưa nha. Tại vì cái một anh á là đòi là anh nói anh chuyển tiền em mà em chưa thấy nè. Thì em điện lại. Còn một anh kia thì đòi mua 3 cây. Mà hiện bây giờ á là cái cây này là em cho nổ rồi. Còn cây nào đó ta? À con mít xô là em chuẩn bị. Còn cái cây single kia thì anh đã mua hết 3 cây luôn á, mà anh kia em bỏ đủ đồ sao đó. Nhưng mà cái cây single kia hồi nãy em thử nó chưa có lỗ nữa. Đó, rồi tại vì nó chứ em rửa nước á anh chị ơi. Em rửa nước á, tại nó kín quá em không xịt được á. Đó, anh chị thấy không? Bán máy về cho anh chị tự làm, em làm mẹ hết trơn rồi nè. Tại vì em cái nào dễ thì em làm được anh chị. Còn có anh kia anh kêu em mà anh điện em cũng mấy tháng luôn rồi đó. Anh kia em làm á, em đâu có thời gian đâu. Em không có thời gian anh kêu giọng. Tại vì anh chị biết em gom ra em bán là em biết rồi. Nè, con máy này em dốc chết, em để 2 năm rồi đó. Em không bán luôn á, em không có thời gian. Đó, à, có tay ga nè, cái cây này á là có cái tay lái nè, một cái bình xăng nè, cái tay ga đó nè, rồi một cái nấm nè. Đó, em cho thêm một cái nấm nha, rồi hết rồi đó nha, không còn gì nữa đó. Chứ anh chị lấy nhiều quá chết em phá sản luôn á. Đó. Rồi, nhiều hơn chị ơi, móc rồi nằm đây nè. Rồi thôi em chào nha, để không biết để em điện anh coi sao. Tại cái anh kia anh đòi mua 3 cây. Đó. Anh đòi mua hết 3 cây luôn, còn cái anh kia thì anh đòi mua em cây này thôi. Nhưng mà em thiệt nha, anh chị mua cây này là anh chị xui đó. Về xài 3 năm chưa hư nữa. Trời ơi, máy mà nó chạy gì thôi, bê tông nó gì thôi luôn, còn gì đâu nó mà màng nữa. Đó, rồi chút để em kiếm ốc sao ha. Rồi thôi em chào nha.